Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 4 sức cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm cũng phải giới thiệu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình xem bài 90, em ôm lại những gì đã học, trang 85, 86 nha. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề. Như vậy trong chủ đề mình đã học được những gì? Bạn này nói là tôi đã tìm được phân số của một số. Bạn này nói là tôi thực hiện được một các phép tính với phân số. Bạn này nói là tôi biết đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ cột, đúng như vậy là mình thấy là trong chủ đề mình đề là mình đã học về cộng trừ các phân số cùng một số, cộng trừ các phân số khác một số, đúng không? Giờ tìm phân số của một số, có thể nhân chia hai phân số, đọc và phân tích số liệu của biểu đồ và kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện, đúng không? Như vậy câu số 1 này các em sẽ nói như với bạn của mình như sau. Những điều em được học trong chủ đề này gồm có em đã biết cộng trừ các phân số cùng một số, cộng trừ các phân số khác một số. Em biết tìm phân số của một số, có thể nhân chia hai phân số. Em đã đọc phân tích số liệu trên biểu đồ cột và em biết kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện. Đúng giờ như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em xong khích video thầy với các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Giờ câu số 2 mình thực hiện các phép tính với phân số. Mình sẽ làm câu A trước nhé. Như câu A là 2 phần 3 cộng cho 4 phần 3. Thì đây là phép cộng hai con số cộng mẫu số, kem lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 2 cộng 4 là 6, 6 phần 3. 6 phần 3 có nghĩa 6 chia 3 bằng 2. Đúng này. Tiếp theo sẽ là 9 phần 8 trừ 1 phần 8. Phần 8 trừ 1 phần 8. Thì đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, kem lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 9 trừ 1 được 8, 8 phần 8. 8 phần 8 có nghĩa 8 chia 8 sẽ bằng 1. Đúng không? Tiếp theo sẽ là 1 phần 6 cộng cho 2 phần 3. Thì đây mình thấy đây là phép cộng hai con số khác một số, mình phải quy đồng một số. Mẫu số chung là 6, 6 chia 3 được 2, như 1 phần 6 dấu cộng các em là 2 phần 3, các em sẽ nhân tử và mẫu cho 2, 2 nhân 2 là 4, 3 nhân 2 là 6. Tới đây là phép cộng hai con số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu, 1 cộng 4 là 5, 5 phần 6. Tiếp theo sẽ là 3 phần 4 chia 7 phần 16. 3 phần 4 chia 7 phần 16. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, kem quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 16, 16 chia 4 được 4, 3 phần 4 nhân tử và 1 cho 4. 3 nhân 4 là 12, 4 nhân 4 16, chia 7 phần 16 viết lại. Tới đây mình có phép trừ hai con số cùng mẫu số, kem lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 12 trừ 7 được 5, 5 phần 16. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Câu B sẽ là 9 cộng cho 2 phần 7. Giờ số 9 thì các em biến đổi thành một phân số có một số là 7. 9 nhân 7 là 63, như vậy có nghĩa là 63 phần 7 cộng cho 2 phần 7. Giờ mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu, 63 cộng 2 là 65, 65 phần 7.
Tiếp theo sẽ là 3 phần 8 cộng cho 10. Giờ số 10, các em sẽ biến đổi thành một phân số có một số là 8. 10 nhân 8 là 80. Đúng rồi. Như vậy là 80 phần 8. Giờ tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 3 cộng 80 sẽ là 83. 83 phần 8. Tiếp theo sẽ là 7 trừ cho 2 phần 11. Giờ số 7 các em sẽ biến đổi thành một phân số có một số là 11 luôn. 7 nhân 11 là 77, 77 phần 11. Giờ tử trừ tử 77 trừ 2 là 75. 75 phần 11. Tiếp theo sẽ là 25 phần 4 trừ cho 5. Giờ số 5 các em biến đổi thành một con số mẫu số là 4. Như vậy sẽ là 20 phần 4. Đúng rồi. Giờ tử trừ tử 25 trừ 20 là 5, 5 phần 4. Tiếp theo là câu C. Giờ câu C là 2 phần 3 nhân 1 phần 4 nha. Các em có thể ghi câu A, câu B xong mình sẽ làm câu C, câu D luôn cho nó nhanh nha. 2 phần 3 nhân 1 phần 4. Giờ đây là phép nhân hai phân số, cái lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 2 nhân 1 là 2, 3 nhân 4 là 12. Giúp gọn chia tử qua mẫu cho 2 thì được là 1 phần 6, đúng không? Tiếp theo sẽ là 7 phần 11 nhân cho 11 phần 2. Giờ các em sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Các em giúp gọn chỗ này là 11 chia 11 được 1, còn là 7 phần 2 thôi. Chỗ này. Nó sẽ nhanh được. Tiếp theo sẽ là 3 phần 7 chia cho 4 phần 9. Giờ phép chia thì các em sẽ biến đổi hình thức nha. Đúng rồi, 3 phần 7 biến đổi nha. Chia đổi hình nha. 4 phần 9 đảo ngược là 9 phần 4. Giờ các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu thôi. 3 nhân 9 là 27. 7 nhân 4 là 28. Và tiếp theo sẽ là 9 phần 8 chia 3 bằng 4. Giờ 9 phần 8 các em viết lại. Thế chia biến đổi thành viết nha. Giờ 3 phần 4 các em đảo ngược là 4 phần 3. Tới đây các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 9 nhân 4 sẽ là 36. 8 nhân 3 là 24. Sau đó giúp gọn chia tử và mẫu cho 12. 36 chia 12 được 3. 24 chia 12 sẽ được 2, 3 phần 2. Hoặc là chỗ này các em giúp gọn chia tử qua mẫu cho 3 này. Giờ chia tử qua mẫu cho 4 thì được 3 phần 2 luôn. Đúng này. Giờ các em ghi xong câu C mình sẽ làm câu D luôn nhé.
Giờ câu D thì mình sẽ thực hiện phép tính là 8 nhân cho 3 phần 7, 3 phần 10 nhân cho 6, 6 chia cho 5 phần 24 và 18 phần 7 chia cho 3. Mình sẽ làm 4 phép tính này phía dưới nha. Chưa hết là 8 nhân 3 phần 7 chứ. Giờ nhân một số tự nhiên cho một phân số, các em lấy số tự nhiên nhân tử giữ nguyên mẫu 8 nhân 3. Mẫu số 7 viết lại nhé. 8 nhân 3 là 24, 24 phần 7. Đúng rồi. Tiếp theo sẽ là 3 phần 10 nhân cho 6. 1 nhân một phân số cho một số tự nhiên, các em lấy tử số nhân số tự nhiên giữ nguyên mẫu. Đúng rồi. Như vậy phía trên là 3 nhân 6, phía dưới là 10. 3 nhân 6 là 18, 18 là 10. Mình sẽ giúp gọn chia tử và mẫu cho 2. Đúng rồi. 18 chia 2 được 9, 10 chia 2 được 5, 5 phần 9 phần 5. Tiếp theo sẽ là 6 chia cho 5 phần 24. 3. Như là số 6 thì các em viết lại. Phép chia các em biến đổi thành phép nha. Đúng nè. Giờ 5 phần 24 các em đảo ngược lại 24 phần 5. Giờ số 6 này các em có thể biến đổi thành 6 phần 1 luôn. Cho nó dễ. Đúng nè. Giờ sau đó mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu thôi. 6 nhân cho 24. Mình sẽ nhậm chỗ này luôn. 6 nhân 4 là 24. Viết 4 nhân 2. 6 nhân 2 12. Thêm 2 là 14. 1 nhân 5 là 5. Đúng này. Kết quả là 144 phần 5. Cuối cùng sẽ là 18 phần 7 chia 3. Mười tám phần bảy thì các em sẽ viết lại nhé. Phép chia các em sẽ biến đổi thành phép nhân. Ba này các em hiểu là 3 phần 1, đảo ngược là 1 phần 3. Giờ các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 18 x 1 là 18, 7 x 3 là 21. Giúp gọn chia tử và mẫu cho ba. 18 chia 3 được 6, 21 chia 3 được 7. Hoặc là các em giúp gọn chỗ này luôn này. 18 chia 3 được 6, 6 x 1 là 6, 7 x 1 là 7. Được này. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu bài. Các em sẽ bấm click video hãy biết kem hiệu bài nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, một cửa hàng bán hoa quả. Ngày đầu bán được 120 kg, ngày thứ hai bán được 2 phần 5 khối lượng hoa quả ngày đầu. Ngày thứ ba thì bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg hoa quả nhé. Như đề bài nói là ngày đầu bán được 120 kg, ngày thứ hai bán được 2 phần 5 khối lượng hoa quả ngày đầu. Như chứ mình sẽ tính khối lượng hoa quả bán được trong ngày thứ hai. Đúng không? Như mình sẽ tính khối lượng hoa quả bán được trong ngày thứ hai là 2 lần. Đúng. Hoặc là các em để là số kg hoa quả bán được trong ngày thứ hai cũng được nha. Như vậy ở đây mình sẽ lấy 120 này nhân cho 2 phần 5. Nhân cho 2 phần 5. Bạn. Giờ các em tính nhẩm như sau. Các em lấy 120 này chia cho 5.
sẽ được là 24 nhân 2 là 48 kg. Thì các em chia trước thì số nó nhỏ hơn, các em dễ nhập, đúng rồi. Còn các em có nhân trước, chia sau cũng được, số nó sẽ lớn hơn. Tiếp theo đề bài nói là ngày thứ ba bán được gấp đôi khối lượng ngày đầu. Trước hết có nghĩa là mình sẽ đi tính khối lượng qua bán, qua quả bán được trong ngày thứ ba. Gấp đôi có nghĩa mình sẽ lấy khối lượng 120 này nhân cho 2 thôi, đúng không? Như là khối lượng qua quả bán được trong ngày thứ hai này, mình sẽ lấy 120 này nhân cho 2 sẽ bằng 240 kg. Giờ bây giờ đề bài hỏi gì, các em trả lời này. Đề bài hỏi là trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg hoa quả. Các em bỏ chữ hỏi đi, hai chữ bao nhiêu bằng chữ số. Các em trả lời là trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số kg hoa quả này. Như là trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số kg hoa quả này. Như là trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số kg hoa quả này, mình sẽ lấy 3 ngày cộng lại chia cho 3, đúng này. Ngày thứ nhất là 120, ngày thứ hai 48 và ngày thứ ba là 240, cộng lại chia cho 3 sẽ bằng 2. Số tính nháp dưới này, như mình sẽ lấy 3 số này cộng lại chứ. 0 cộng 8 cộng 0 là 8. 2 cộng 4 cộng 4 là 10 với 0 với 1. 1 cộng 2 là 3 khi 1 4. 408 chia cho 3, 408 chia cho 3 sẽ là 136, đúng không? Như kết quả đây sẽ là 136 kg. Như đáp số là 136 kg hoa quả, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 các em hiểu bài, câu xong khúc video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Kết quả bật xe của đội 1 và đội 2 được ghi như sau. Mình xem kết quả bật xe của đội 1. Như vậy là 136 cm trở xuống có hai người, mình quan sát ở đây. 136 dưới 136 mình thấy là có hai, đây. Có một chỗ này nè. Và đây, hai. Có hai bạn. 136 trở xuống hai bạn. Tiếp theo là 137 đến 152 sẽ có 8 bạn. 153 đến 163 có bao nhiêu bạn mình chưa biết, bây giờ mình sẽ đi. 153 đến 163. Mình sẽ đếm từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nha. Mình thấy là số nào trong khoảng này thì các em sẽ đếm thôi. Như đây là 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, đúng nè. Như mình thấy là có 7 bạn, đúng nè. Sẽ nằm trong khoảng đây. Giờ tiếp theo là 164 trở lên. Có nghĩa bằng 164 hoặc là lớn hơn 164, mình sẽ đi. Mình đi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhé. 164 trở lên thì mình thấy đây là 1, đây là 2, đây là 3, có 3 bạn. Giờ xem đội 2,
136 trở xuống có nghĩa là bằng 136 hoặc là nhỏ hơn 136. Mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn nha. 136 trở xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mình thấy có 11 bạn. Đúng nè. Tiếp theo từ 137 đến 152 có nghĩa lớn hơn bằng 137 và nhỏ hơn bằng 152. Mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn. 137 đến 152 một bạn. 2 này không có phải. 137 đến 152 mình sẽ đi lại từ từ nha. 137 lớn hơn 137, nhỏ hơn 152. Đây một bạn. Hai bạn. Ba bạn, bốn bạn. Năm bạn, đúng này. Vì sẽ có năm bạn nha. Tiếp theo là từ 153 đến 163 có nghĩa là lớn bằng 153 đến nhỏ hơn bằng 163. Mình đếm xem có bao nhiêu bạn. 153 đến 163. Mình thấy là 153, 155 nè, được. Nằm giữa khoảng đó đúng nè. Một bạn. Đây hai bạn, đúng nè. Nhưng mà thấy là có hai bạn nha. Và cuối cùng là 164 trở lên có nghĩa là bằng 164 hoặc lớn hơn cũng được. Đây một bạn. Hai bạn. Mình thấy là có hai bạn đúng này. Giờ như vậy là tổng cộng đội 1 và đội 2 đều có 20 bạn nha. Như vậy mình xong câu A mình sẽ làm câu B nha. Câu B người ta kêu quan sát bảng trên và nêu nhận xét. Mình nhận xét từ 136 cm trở xuống thì mình thấy là đội 1 sẽ có ít hơn đội 2. Chỉ có hai bạn đây đến 11 bạn. Từ 137 đến 152 cm thì mình thấy là đội 1 sẽ nhiều hơn đội 2. Từ 153 đến 163 thì đội 1 nhiều hơn đội 2. Và 164 trở lên thì đội 1 cũng nhiều hơn đội 2. Đúng nè. Như vậy là phần câu B các em sẽ nhận xét như sau. Đội 1 có số thành viên có kết quả bật xa nhỏ hơn, ít hơn đội 2. Đúng nè. Đội 1 có số thành viên bật xa từ 37 đến 52 sẽ nhiều hơn đội 2. Đúng rồi. Giờ từ 53 đến 63 đội 1 sẽ nhiều hơn đội 2. Và 164 trở lên thì đội 1 sẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài, cái xong khích video thì kem hiệu bài nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5, quan sát biểu đồ dưới đây và nêu nhận xét. Giờ mình sẽ quan sát kỹ biểu đồ, mình sẽ nêu nhận xét về biểu đồ này. Tên của biểu đồ là nhiệt độ trung bình các tháng ở một thành phố. Tháng 1 là 17 độ C, tháng 2 18 độ C, tháng 3 19 độ C, tháng 4 là 24 độ C. Tháng 5 gồm hè, bắt đầu mùa gần tới mùa hè nó rất là nóng đúng không? Tháng 5 là 27 độ C, tháng 6, tháng 7 29 độ C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 đều là 27 độ C. Tháng 11 giảm 24, còn 24. Tháng 12 còn 19, đúng không? Như vậy mình thấy là nhiệt độ vào tháng 6, tháng 7 là sẽ là cao nhất là 29 độ C trong năm. Hai tháng này là cao nhất, đúng không? Và trong năm thì tháng 1 sẽ có nhiệt độ thấp nhất. Và trong 3 tháng, tháng 5 và mình thấy là tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là có 4 tháng này có nhiệt độ bằng nhau. Đúng rồi. Như vậy câu số 5 các em trả lời như sau. Tháng 6 và tháng 7 có nhiệt độ trung bình cao nhất
là 29 độ C. Tháng 1 có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm sẽ là 17 độ C. Tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 có nhiệt độ trung bình bằng nhau và đều bằng 27 độ C. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 5. Câu số 5 kem hiệu bạc. Xong hết video phải biết kem hiệu bạc. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng gì hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì em các em sau nếu đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thì em hãy chúc các em học tốt tạm biệt kém nhé.